Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến bệnh phức tạp trong cả nước, đặc biệt là ở thành phố Hà Nội, nên Hưng Yên không thể chủ quan với công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên về vấn đề này. Thưa ông có thể cho biết là tình hình sốt xuất huyết hiện nay trên tỉnh ta nói riêng và toàn quốc nói chung như thế nào ạ? Và ông có những cái lời khuyên nào để phòng tránh dịch bệnh này ạ? Tình hình sốt huyết diễn biến ngày càng phức tạp. Trước kia thì cứ 5 năm, 7 năm mới có một lần dịch sốt huyết, nhưng bây giờ gần như sốt huyết nó thành dịch rất là dày và gần như quanh năm. Theo thống kê thời điểm hiện tại thì toàn quốc nó khoảng 200.000 ca và 38 ca tử vong. Tại tỉnh Yên thì trong 8 tháng đầu năm mới có ghi nhận được toàn tỉnh 30 ca, và trong tháng 9, tháng 10 tăng đột biến lên 121 ca, thì tổng toàn tỉnh đã rồi 151 ca. Nhưng mà tất cả các ca là được ở tỉnh Yên được ăn điều trị an toàn và bệnh nhân khỏe ra viện không có tai biến gì. Thì đứng trước nguy cơ biến đổi khí hậu, về môi trường, về miễn dịch, về tăng dân số, về đô thị hóa, thì đây là một nguy cơ cảnh báo rất là nguy hiểm. Sốt huyết nó sẽ xuất hiện dày quanh năm và dịch nó không theo quy luật cũ có thể bùng phát hàng năm. Đứng trước cái dịch sốt huyết ngày càng diễn phức tạp và số ca tăng lên ghi nhận cũng như số tử vong tăng lên nhiều như vậy, thì thứ nhất cảnh báo người dân là một là không được chủ quan nơi nào sốt huyết. Thứ hai là chú trọng việc phòng chống bệnh sốt huyết, đặc biệt khi bệnh nhân hay người nhà đi làm ăn ở vùng dịch như ở chỗ như Hưng Yên ta gần Hà Nội, thì những trường hợp đấy khi sốt chúng ta phải về nhà, phải điều trị tại cơ sở y tế và nằm màn cả ngày và đêm để tránh cái lây từ sang người lành, người xung quanh nhà. Đặc biệt là ý thức là vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy lăng quăng tại hộ gia đình, và mỗi hộ gia đình là một lâu đài phòng dịch và nhân lên cộng đồng, điều đó mới phòng chống sốt huyết. Và nhấn mạnh lần nữa là đặc biệt là người dân phải vệ sinh môi trường, diệt băng quăng bọ gậy, thu gom phế thải và ý thức nằm ngủ màn, đấy là cái yếu tố tiên quyết trong cái vấn đề phòng chống sốt huyết. Vậy thưa ông, người dân nếu mà bị nghi ngờ bị sốt xuất huyết ấy, mà tự điều trị tại nhà thì mức độ nguy hiểm như thế nào ạ? Cái tự sốt huyết điều trị đều là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì bản thân sốt huyết nó là virus không thuốc điều trị đặc hiệu, hiện tại chưa vaccine. Thì cái vấn đề điều trị theo dõi bệnh viện có cơ sở có đầy đủ trang thiết bị y tế của chuyên môn, điều đó mới tránh, thứ nhất mới khỏi được bệnh, mới ổn định và mới tránh được tai biến. Còn những người mà nếu mà sốt trong một da mà tự điều trị ở nhà, điều đấy rất là nguy hiểm, dẫn đến tai biến và đặc biệt là có thể tử vong. Và theo tổng kết, những ca tử vong đều tự điều trị ở nhà và đến bệnh viện muộn, còn nếu bệnh viện sớm đúng thì đa số bệnh nhân khỏi toàn bộ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ.